Còn bây giờ chủ yếu là chị tập yoga cho người chị dẻo dai hơn thôi. Mình nhìn nó thanh thoát hơn, đúng thanh không chị? Hơn. Nhưng mà ở tuổi của chị cũng khá là trẻ thì cái quá trình đào thải của mình nó có diễn ra nhanh hơn mấy cô không chị ha? À, cái quá trình đào thải của chị diễn ra khá là nhanh, với cả chị khá là sát sao trong cái sức khỏe của mình nữa. Là ví dụ như là chiều ngày hôm trước mà chị tham gia liệu trình, cái buổi liệu trình là ngày hôm sau là đã diễn ra cái quá trình đào thải rồi. Và rất là trộm vía là chị thấy là cái mỡ của chị nó cũng khá là mềm ấy. Nên là khi mà cái quá trình đào thải nó diễn ra khá là nhẹ nhàng mà cũng không bị hôi như là nhiều người, chị nghe nhiều người nói đâu. Và trong suốt cái quá trình mà đào thải ở nhà thì chị có thấy khó chịu hay mệt mỏi không chị ha? À, thời gian đầu thì là ngày xưa lúc mà mình còn béo ấy thì là mình ngồi nhiều, mà tính chị thì chị còn hay ngồi gác chân nữa nên là rất là hay bị tê bì chân tay. Nhưng mà sau khi mà trong cái quá trình diễn ra đào thải này, chị cảm thấy là cơ thể chị cũng rất là nhẹ nhàng đi. Xong rồi chị cũng có thể vận động được. Chị dạo này rất là chăm tập thể dục, cụ thể là chị chạy được rất là nhiều vòng ở quanh chung cư nhà mình nữa. Tính là nhiêu cây chị? Tầm 10 vòng thì chị cũng không biết được nữa. Nhưng mà bây giờ thì sau khi chạy xong mình cũng không cảm giác là mình bị hụt hơi. Ngày xưa lúc mà mình béo ấy thì mình đứng lên mình ngồi xuống này, nhiều lúc còn thấy khó khăn. Đứng dậy là mình thấy là mình bị choáng váng đầu óc. Ban đầu khi mà chị đến với Đông Bang thì chị nghĩ là cái việc mà chị giảm cơ bụng nó, chị cũng chỉ là mong muốn là tầm 70-80% thôi. Nhưng mà thật sự là bây giờ chị có thể chia sẻ với cả Nga là chị đang 100% là chị rất mãn nguyện. Tại vì chị có được cái cơ bụng vòng eo nhỏ như thế này. Ôi, giảm đến 15cm. Tại vì em thấy là khi mà giảm xong là không có một chút mỡ thừa chảy xệ xuống luôn. Chắc chị phải xoay một vòng thôi. Tại vì khi mà nói như vậy thì mọi người phải chiêm ngưỡng cái vòng eo của mình chứ, đúng không? Mà xoay một vòng nè. Trời ơi, một cái vòng eo mà không có chút mỡ thừa nào luôn á, mà hõm eo cũng có nè, rồi rãnh eo cũng có luôn. Đến em con gái thì em nhìn em còn mê, nó huống chi ai, đúng không? Mà đến lúc mà chị giảm ký, bây giờ là giảm 25kg rồi, thì em không biết là chị có được lợi gì, tức là chị có thể chia sẻ một chút lợi ích mà mình có được từ cái vóc dáng này. Như Nga biết thì là chị đang làm việc ở trong ngành thời trang. Nên là cái ngoại hình nó là một cái yếu tố tiên quyết, quyết định đến rất là nhiều trong cái thành công của chị trong công việc. Thì khi mà có được cái sắc vóc như thế này thì là những cái công việc của chị nó cũng nó thuận lợi hơn. Thứ nhất là về đối tác, thứ hai là khách hàng. Tại vì trong nghề thời trang thì là yêu cầu cao nhất là yêu cầu về ngoại hình, về cái đẹp. Đó, tiếp theo đến là về phần sức khỏe đó. Thì là cường độ công việc rất là nhiều, chị phải chạy đi rất là nhiều, và những cái show dồn dập nhau như thế trong cùng một ngày, di chuyển nhiều địa điểm. Mà nếu như thời điểm xưa ấy, ngoại hình của mình béo, mình di chuyển nhiều, đâm ra là mình rất là mệt, mình không có đủ sức khỏe để đảm bảo cho công việc, thì bây giờ là chị có thể chạy đi chạy lại rất là nhiều nơi này, xong rồi thoải mái hơn. Tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc, tổng đài 1900 0361.